Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi giữa, Nguyễn Kim Bình ngồi bìa và tôi là Lê Minh Nguyên. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ nói về vấn đề Hoa Kỳ, vấn đề thế giới và Việt Nam. Về vấn đề Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái tin tức, mà trước tiên là để nói một cách tổng quát. Trước khi đi vào chi tiết thì tổng quát là vấn đề kinh tế. Thì anh Quân là một chuyên gia về kinh tế, xin anh cho biết về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ hiện giờ. Hiện giờ đó thì quý vị thấy là có hai cái ước lượng cho 2019. Một cái là phần của Nhà Trắng, của Tổng thống, và một cái là do ông Thống đốc Ngân hàng Liên bang. Thì lẽ dĩ nhiên là Nhà Trắng nói là ở năm tới là sẽ tăng trưởng kinh tế sẽ là 2,5, 2,6, có thể lên tới 3 được. Trong khi ông Thống đốc Ngân hàng, nghĩa là dự trữ trung ương đó, thì nói là năm tới nhiều lắm là 2,1 vậy thôi. Và vì vậy ông ta sẽ không có nói là 2019 sẽ không có tăng lãi suất. Thì mình thấy là ông ta nói là tất cả những cái tức là không tăng lãi suất là để dòng tiền nó đi ra bên cho cái giới dân chúng nhiều để mà kích thích kinh tế, phải không? Không, nói chung đó thì nếu mà tăng lãi suất đó thì nghĩa là ngân hàng muốn giảm cái chi tiêu của người ta thì mình tăng lãi suất. Và nếu mà kinh tế mà nó không tăng lãi suất là làm chậm kinh tế, là bây giờ cái lượng tiền nó ít. Không, vì họ sợ là bị lạm phát. Đó, thành ra còn là đúng, nếu đúng, tăng... đúng là về cái Fed thì sợ lạm phát. Vâng. Nhưng mà cái chính yếu cái luồng tiền thì bởi vì lãi suất tăng thì dĩ nhiên người ta ít vay, tức là cái luồng tiền đi vào dân nó ít hơn. Vâng. Và không những vậy, như vậy là cái mà nói là về kinh tế đó là Hoa Kỳ thì có tăng trưởng thiệt. Có tăng trưởng, mà giữa những hai cái nhìn của một bên là của Nhà Trắng và một bên là của Ngân hàng Trung ương, thì tôi tin cái mà gọi là cái xác định của Ngân hàng Trung ương nhiều hơn, là tại vì họ không có chính trị trong đó. Trong khi ví dụ Nhà Trắng thì cái ông cố vấn kinh tế Nhà Trắng thì có thể nói là ông có dính vô chính trị và nói có thể nói tăng lên, chứ vấn đề mà Ngân hàng Trung ương đó thì họ nhìn một cách rất là nghĩa là chuyên môn, không chuyên môn và kinh tế nhiều hơn. Để nó vô trong context á, thì cái kinh tế Mỹ nó là một cái siêu cường về kinh tế rồi. Cho nên á, không thể phát triển ở cái mức mà 7-8% như là các quốc gia Á Châu hay là ở Trung Quốc. Vì vậy ở Mỹ này nè, cái mục tiêu mà 4% có lẽ là từ thời thập niên 60 qua đến thập niên 70 rồi 80 rồi họ đã bỏ từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn mong á, là lượt lên khoảng 3% thôi. Và trong suốt cái 2 thập niên vừa rồi đó, thì cái tỷ lệ trung bình đó là khoảng chừng 2% cho đến 2.5 thôi. Ông Trump, ông có cái hoài bão. Và đương nhiên là nó cũng đi hơi đột phá về mặt kinh tế, là sẽ cố gắng kéo kinh tế Mỹ lên đến mức 3.3, phát triển ở cái mức 3 hay 3.5%. Trong năm 2018 vừa rồi đã đạt được rồi, sát nút rồi phải không ạ? 3% rồi. Chưa tới 2.9%. Thì hiện giờ đã có cái tranh luận nó giữa 2.9 và 3%. Tới con số 3% nó có cái biểu tượng tinh thần cho thấy. Thì giữa ông Trump với lại bên Federal Reserve hiện giờ đang có một cái cuộc tranh chấp. Là vì trong cái dự thảo ngân sách mới của chính phủ, họ dựa lên trên một cái assumption là kinh tế sẽ phát triển ở mức 3%. Nếu mà ở mức 3% thì sẽ thu được bao nhiêu đó thuế. Vì vậy cho nên có thể chia được những thứ này. Đó. Bên phía Ngân hàng Dự trữ Liên bang thì cái công việc của họ là họ phải bảo thủ, bảo hoàng hơn vua. Nên lúc nào họ cũng phải là cái người mà nắm gọi là giữ cái tay lái và giữ cái thắng. Nhưng mà cái ảnh hưởng về vào nền kinh tế đó thì bên hành pháp đó, tức là bên tổng thống và bên Fed đó, bên dự trữ liên bang đó, là nó có hai cái level, cái lever, tức là hai cái đòn bẩy khác nhau. Bên phía của dự trữ liên bang đó, thì cái đòn bẩy của họ là cái lãi suất để mà họ định cái dòng tiền vào cái quần chúng nhiều, vào đất nước nhiều hay ít. Bây giờ lãi suất cao là cái dòng tiền ít, mà lãi suất thấp á, thì nhiều người vay thì cái dòng tiền nó đi vào với quần chúng nhiều. Nhưng mà về phía hành pháp á, về phía tổng thống á, thì họ không có khả năng ảnh hưởng về cái đó, nhưng mà họ ảnh hưởng về cái ngân sách, cái chi tiêu, tức là cái chi tiêu nhiều thì cái dòng tiền vô nhiều,
mà chi tiêu ít thì dòng tiền đi vào cái khối quần chúng ít. Thành ở chỗ này đó mình cũng thấy là Fed cũng nói rõ ràng là cái vấn đề mà bớt thuế, vấn đề của chính phủ và vấn đề quốc phòng các ngân sách đó, thì nó đã làm cho tăng trưởng một phần nào, nhưng mà không có thể tiếp tục cái đó được. Tới bây giờ đó thì mình thấy là ngân sách bây giờ có dự, đây là cái dự trù ngân sách mà thôi, chứ chưa có phải là ngân sách thiệt. Thì tôi thấy là ở đây đó những cái ước lượng của Fed đó, nó đúng như là anh Bình nói đó, là nhưng nó bảo phải thủ. Bảo thủ, nhưng mà bảo thủ thì mình gần sự thật hơn. Nhưng mà trở lại vấn đề là cái đề nghị ngân sách của bên hành pháp, của bên tổng thống á, giờ biết là trái đề nghị đó, nhưng mà cái quyết định vẫn là quyết định của quốc hội. Đúng. Thành ra có những cái đề nghị mà có lẽ là quốc hội không bao giờ làm. Đúng. Thí dụ như bên hành pháp đề nghị cắt tất cả rất là những cái chương trình của người già, những người lớn tuổi là bị cắt, nhưng mà nó rất nhiều người nói là nó vô quốc hội là không bao giờ nó đụng tới chuyện là đó. Vậy. Bên phía để tôi finish rồi mình á. Thứ hai á, là nói là cái ngân sách á, là bên phía quốc phòng á, là ổng coi như là quốc phòng không sinh, nhưng mà ổng tăng lên tới 50 tỷ. Tức là quốc phòng không sinh mà được tăng, trong khi là cái ngân sách của Bộ Ngoại giao hay là các bộ khác đều cắt. Mà thí dụ như hôm nay chúng ta được biết là ngay cái đài phát thanh Âu Châu Tự Do thì là bị đóng ba cái chương trình ngôn ngữ. Còn cái đài RFA với đài VOA thì cũng bị cắt giảm ngân sách. Tức là, nhưng mà những cắt giảm đó, mà những cái ngân sách đó thì rất là nhỏ, có cắt giảm thì nữa cũng không có tiết kiệm bao nhiêu. Nhưng mà quốc phòng á, thì tăng lên 50 tỷ là con số rất là lớn, nhưng mà trong khi quốc phòng không cho. Thì trở lại cái chương trình già đó, thì trong cái đề nghị của Tổng thống là có cắt về vấn đề Medicare, Medicaid, và người ta nói là quốc hội là không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà cái đề nghị của bên phía Medicare, mình có thể phụ thêm cái thứ nhất là Social Security với Medicare, nó là một cái chương trình do luật định này. Nó thuộc về non-discretionary spending, tức là nó nằm ngoài quyền hạn của quốc hội cũng như là tổng thống. Không ai thể đụng vào được. Cái người đến tuổi đó về hưu thì tiền như vậy. Medicare quyền lợi là như vậy. Trên 65 tuổi là đương nhiên có Medicare. Luật không thể thay đổi được. Cái cái phần mà discretionary á, mà chính phủ có thể hành pháp và lập pháp có thể điều chỉnh được á, là cái phần Medicaid. Đó là cái chương trình bảo hiểm y tế tiếp cho những người mà thu nhập thấp đó. Hoặc là những người già nhưng không có đi làm ở Mỹ, thành ra không có được Medicare. Thì cái Medicaid á, nó là thuộc về Bộ Xã hội. Trong cái chương trình Medicaid mà bên cái theo dự thảo ngân sách này họ muốn giảm cái phần mà nó gọi là cái Medicaid expansion đã xảy ra trong cái thập niên cái thời Obama. Chính phủ liên bang tài trợ cho cái chương trình Medicare Expansion, nó mở rộng Medicare ra. Cho nên ở California thì dưới cái tên Medi-Cal, mình thấy nó là có cả chục triệu người, qua cái nhiều triệu người. Trước đây không được Medi-Cal, mà sau đó được Medi-Cal nhờ có con nhỏ, nhờ ở cái mức thu nhập tương đối thấp. Thì cái khoản đó là cái khoản mà đang bị... Tức là cái những người ở Cali mà được nhận Medi-Cal có thể bị ảnh hưởng. Cái phần mới được nhận sau này thì có thể bị rollback, tức là họ phải trở qua thì mua bảo hiểm trong chương trình chính phủ, không còn được Medicare. Nhưng mà đó tôi theo dõi đó thì nói rằng đó là bên ông tổng thống muốn làm vậy, nhưng mà bên quốc hội có lẽ là họ không cho. Cái chuyện mà tôi thấy là cái chuyện chính á, thì là chúng ta hiểu là ở đây đó thì nó có hai cái gọi là philosophy, hai cái cách nhìn. Một bên đó thì là ở bên Cali đấy, mình để ý thì họ tương đối là muốn giúp người nghèo, muốn giúp người ấy nhiều hơn, trong khi ở bên đó là phía dân chủ, còn phía bên cộng hòa thì phía nhà giàu thì họ thì thấy cái đó không quan trọng, thì họ coi cái đó là cái chuyện có thể cắt được. Nhưng mà ở đây đó thì mình phải thấy là khi cái đó nó mới cho mình thấy cái quan trọng không, khi mình đi dùng cái lá phiếu của mình. Dùng cái lá phiếu thì mình thấy cái gì nó ủng hộ về phía mình, cái gì mình có lợi, cộng đồng có lợi, thì chúng ta cố gắng làm. Có một điểm mình phải xác nhận là hầu hết những cái chương trình bảo hiểm xã hội đó, cho những người nghèo mà đã có từ nhiều thập niên đó, thì mãi mãi nó sẽ có đó.
không có đảng nào dám đụng vô hết. Cái mà họ đang tinker about đó là cái khoảng mà ở ngay cái biên giới thôi. Cái lúc mà nhích lên xuống thành ra cái khoảng mà những người mà ở lưng chừng giữa cái mức thu nhập thấp và trung lưu đó, thì những người đó có thể bị mất quyền lợi lúc này, có thể có lúc khác. Cảm ơn Bình và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.